Lâm Khánh Chi bỏ 2 tỷ tổ chức đám cưới đồng tính của tình cũ 25 năm, người yêu đầu tiên của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi và bạn đời của anh từ Mỹ về Việt Nam để tham dự vào sự kiện trọng đại này. Những ngày gần đây, khán giả khá mong đợi về sự kiện lễ hội cưới tập thể của cộng đồng LGBT lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, vợ chồng Lâm Khánh Chi đứng ra tổ chức đám cưới này. Một trong những điều thú vị mà cô tiết lộ đó chính là trong 10 cặp đôi tham gia hôn lễ sẽ có cả người yêu đầu của Lâm Khánh Chi. Hai vợ chồng rực rỡ tại lễ hội cưới, tình cũ Lâm Khánh Chi về Việt Nam làm đám cưới. Vừa qua, sự kiện trọng đại này chính thức được diễn ra ở một nhà hàng sang trọng tại trung tâm thành phố. Theo đó, 10 cặp đôi đều xuất hiện rất lộng lẫy, từ váy cưới cô dâu đến vest cho các chú rể cũng được Lâm Khánh Chi chi tiền may mới hoàn toàn. Trong số 10 cặp đôi đã có 3 cặp đồng tính nam, 1 cặp bách hợp, 6 cô dâu chuyển giới. Mọi người xuất hiện trong sự reo hò của các quan khách, đôi khi là sự xúc động vì chứng kiến được giây phút ý nghĩa như thế này. Các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc bước lên sân khấu. Những người chuyển giới có đến mơ họ cũng không tin có ngày hôm nay. Ai cũng được diện váy cô dâu như mong ước. Người yêu đầu tiên của Lâm Khánh Chi và bạn đời. Cả hai nắm chặt tay nhau hạnh phúc, mọi người thực hiện nghi thức cắt bánh. Nghi lễ uống rượu giao môi như bao đám cưới khác. Vợ chồng chủ hôn cực vui khi được tổ chức đám cưới cho người yêu cũ sau 25 năm. Lâm Khánh Chi tài trợ chuyến du lịch Thái Lan cho 10 cặp đôi. Tại đám cưới, các nhà tài trợ cũng đã ủng hộ bằng cách tặng vòng ngọc trai, vòng phong thủy và tổng giá trị hàng trăm triệu đồng để chúc phúc cho 10 cặp đôi đồng tính. Người đẹp trao quà tặng từ các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, điều khiến quan khách ngỡ ngàng chính là độ chịu chi của Lâm Khánh Chi. Không những bỏ ra 2 tỷ đồng cho lễ cưới mà cô cùng ông xã Phi Hùng còn tặng 10 cặp đôi này một chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày, xem như hưởng tuần trăng mật như bao người khác. Hai vợ chồng dùng hết tâm huyết để mang niềm vui đến cho cộng đồng LGBT. Không phải ai cũng giữ liên lạc được với người yêu cũ, và thay vì cạch mặt thì tận 25 năm sau cả hai vẫn là bạn bè thân thiết. Điều này khiến rất nhiều người ngưỡng mộ bởi cách ứng xử của Lâm Khánh Chi và mối tình đầu. Rất nhiều người tò mò không biết lý do gì khiến Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới đặc biệt này. Thậm chí cô còn tự bỏ số tiền 2 tỷ đồng ra thực hiện mà không xin tài trợ. Đây không phải là con số nhỏ và vợ chồng nữ ca sĩ phải cày rất nhiều. Nói đến vấn đề này, cô tâm sự, mình hiểu được hoàn cảnh của nhiều cặp đôi không đủ điều kiện làm đám cưới như mơ ước. Tôi muốn mình là một người giúp cộng đồng lan tỏa niềm hạnh phúc, rằng ai cũng có quyền sống đúng với bản thân mình.